thiền định hiện tiền. Lúc này không gian duy thử không còn. Năng lực của quý vị, năng lực này là bản năng đã phát hiện. Bản năng này là gì? Chính là sáu loại thần thông, sáu căn của chúng ta khởi tác dụng. Nhãn, quý vị nhìn thấy một số cảnh giới mà người thông thường không nhìn thấy được. Định công càng sâu, cảnh giới quý vị thấy được sẽ càng lớn, rộng lớn. Định công bắt đầu hiển hiện thần thông, chứng quả Tu Đà Hoàng, liền chứng được thiên nhãn, thiên nhĩ, tiểu thừa sơ quả. Trong kinh Phật nói tứ thiền bát định là thiền định thế gian, không phải xuất thế gian. Đây không phải Phật pháp, nhưng thiền định xuất thế gian là lấy thiền định này làm cơ sở. Chưa đạt được thiền định này, thiền định xuất thế gian chắc chắn không thể sanh khởi. Đầu tiên là khôi phục hai loại năng lực này. Vừa khôi phục đương nhiên không lớn lắm. Có thể quý vị tiếp xúc được quỹ đạo, còn súc sanh đạo và địa ngục đạo thì không hoàn toàn. Địa ngục đạo quý vị không nhìn thấy được, địa ngục nhỏ có thể thấy được. Nếu tinh tấn hơn, khi chứng được nhị quả Tư Đà Hàm, năng lực lại khôi phục một ít. Túc mạng thông, tha tâm thông, khôi phục hai năng lực này. Túc mạng thông là biết được quá khứ của mình. Trong kinh Đức Phật nói túc mạng thông của A-la-hán có thể biết được 500 đời trong quá khứ. Đây là A-la-hán bình thường. Ít nhất họ có thể biết được rõ ràng minh bạch 500 đời trong quá khứ. Tha tâm thông là người khác khởi tâm đồng niệm, quý vị đều biết. Thế nên một người trong cuộc đời chắc chắn không có bí mật. Bí mật của quý vị là nói với những ai? Nói với những kẻ phàm phu. Phàm phu đang mê không có năng lực này. Chứng quả chính là thánh nhân, tiểu thánh. Tu Đà Hoàng đến A-la-hán đều gọi là tiểu thánh. Giống như vừa mới đạt được tiểu thánh Tư Đà Hàm, năng lực của họ không lớn. Phàm phu khởi tâm động niệm rất thô, họ nhận biết rất dễ.
Nhưng ý niệm cực kỳ vi tế họ không nhận ra được, họ không phát giác được. Niệm thô mới biết được. Nếu chứng được tam quả, năng lực này sẽ rất lớn. Tam quả là A-na-hàm, họ có thể biến hóa. Chúng ta xem Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa. Bản lĩnh của A-na-hàm vượt trên Tôn Ngộ Không. Không chỉ là 72 phép biến hóa, vượt qua Tôn Ngộ Không. Ngài có thể phân thân. Trong Cao Tăng Truyện có ghi chép, các vị cổ đức ngày xưa, đại khai thời nhà Đường vẫn còn, đích thực có thể phân thân làm việc. Có một vị cao tăng từ Ấn Độ đến Trung Quốc hoằng pháp. Ông ở Trung Quốc rất lâu, tín đồ cũng rất nhiều. Ông muốn trở về Ấn Độ. Rất nhiều tín đồ hẹn ông, mời ông đến nhà để họ cúng dường, tức là mời ăn cơm. Ông đều đồng ý. Đến lúc đó ông đến nhà họ thật, khiến cả nhà họ rất hoan hỷ. Pháp sư coi trọng họ, đến nhà họ để nhận sự cúng dường. Qua ngày thứ hai, đến thập lý trường đình để tiễn đưa. Rất nhiều người, phải mấy trăm người. Mọi người bàn luận, hôm qua pháp sư đến nhà tôi nhận sự cúng dường. Người đó nói không đúng, hôm qua rõ ràng ở nhà tôi, sao lại đến nhà anh được? Khi mọi người nói ra mới biết, nhà nào ngày cũng đều đến. Bao nhiêu nhà? Gần 500 nhà. Nói cách khác, ông có thể phân 500 thân cùng lúc đến 500 nhà để nhận sự cúng dường. Mới biết ông thần thông quảng đại. Tam quả, nếu tứ quả A-la-hán thì không cần nói, năng lực càng mạnh. Thánh nhân tam quả đã có năng lực này. Thiền định có thể hiện thần thông. Thần thông có cần tu chăng? Không cần. Trong Phật Pháp không dạy quý vị tu thần thông, mà dạy chúng ta tu thiền định. Thiền định nhất định sẽ hiện thần thông. Thần thông không hiện tiền, vậy là quý vị chưa đạt được thiền định. Đạt được chắc chắn có thần thông. Nói tôi đạt được thiền định mà không có thần thông thì không có đạo lý này. Trong Tịnh Độ Tông, sự nhất tâm bất loạn tương đương với tứ quả tiểu thừa. Từ sơ quả đến tứ quả, lý nhất tâm bất loạn, đó là Pháp Thân Bồ Tát. Như vậy càng không cần nói, quý vị đã thành Phật. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ngang bằng với cảnh giới đó. Hiện nay có rất nhiều người ngoại quốc cũng như vậy. Lần này tôi đến Nhật Bản, nghe nói rất nhiều người Nhật
Nghe nói có người có thần thông, rất cung kính, đến xin học cách làm sao để tiêu tai giải nạn. Người này có thần thông, vì sao Đức Phật không dùng thần thông làm Phật sự? Chúng ta nên biết, nếu Đức Phật lấy thần thông làm Phật sự, nói với chư vị rằng yêu ma quỷ quái cũng có thần thông, như vậy trở thành không có năng lực phân biệt giữa Phật và ma, dễ bị mắc lừa. Ma mê hoặc người, Phật chân thật, Ngài không mê hoặc người. Phật làm là chánh đạo, Ngài không đi lôi kéo tín đồ, Ngài chỉ độ người có duyên mà thôi. Phật là sư đạo, sư đạo là chỉ nghe đến học, chưa nghe thì đến dạy. Phải hiểu đạo lý này. Ma không như vậy, ma là lập dị, thường dùng những phương pháp dị đoan để mê hoặc chúng sanh. Họ có thần thông. Trong nhà Phật có thần thông chăng? Có, nhưng không lấy thần thông làm Phật sự. Phật lấy tam học giới định tuệ, lục độ giúp chúng sanh. Điều này ma không làm được, ma không biết. Nói về tam học lục độ, ma không biết. Đây chính là vì sao Đức Phật không lấy thần thông làm Phật sự. Nguyên nhân chính là như vậy. Trong nhà Phật có Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian chăng? Vấn đề này chắc chắn có. Quý vị xem trong Đại Tạng Kinh có thần tăng truyện, chúng ta xem trong thần tăng truyện các bậc cao tăng rất nhiều vị là chư Phật Bồ Tát tái sanh, nhưng họ nhất định không bộc lộ thân thể. Thân thế bộc lộ, họ lập tức ra đi. Đây là thật, không phải giả. Nếu thân thế đã lộ mà họ không đi, đó là giả, không phải thật. Ngày xưa đích thực, chỉ cần bị người phát hiện thân thì họ liền ra đi, không lưu lại thế gian này. Thế nhưng hiện nay rất nhiều. Trước đây ở Mỹ, tôi nghe nói có pháp sư, có cư sĩ là Phật Bồ Tát tái sanh. Thân thế họ bị bộc lộ, bộc lộ nhưng lại không đi. Như vậy không phải thật. Trường hợp của cổ nhân bày ra đó, bộc lộ thân thế họ lập tức ra đi, không đi mà lưu lại thế gian mê hoặc quần chúng. Vì sao nói Phật Bồ Tát tái sanh? Cũng chỉ để lừa gạt chúng sanh.
Mục đích không phải là danh văn lợi dưỡng đó sao? Điều này nhất định phải biết. Những năm gần đây, tin tức nhảm nhí về những vấn đề này truyền đi ngày càng nhiều. Tôi nghe được không ít. Chứ gì học Phật cần phải có nhận thức đúng đắn, không được có tà tri tà kiến. Nhận thức chính xác. Trong kinh Phật dạy rằng tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nói người nào đó là Phật tái sinh, ai ai cũng là Phật. Trong kinh Phật đã nói như vậy, tất cả chúng sanh vốn là Phật, không có ai không phải là Phật. Có gì hiếm lạ, có gì kỳ quái đâu? Quý vị là Phật nào tái sanh? Quý vị học pháp môn của vị Phật nào thì chính là đệ tử của Đức Phật đó. Quý vị xem, chúng ta học pháp môn Tịnh Độ, sau kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật thọ ký cho chúng ta, nói trước với chúng ta tương lai chúng ta giảng sanh thị giới Cực Lạc, đã thành Phật, đã tu thành công. Trong mười phương thế giới, nơi nào có nhân duyên, chúng ta liền đến đó làm Phật. Danh hiệu đều là Diệu Âm Như Lai. Diệu Âm là gì? Diệu Âm là câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Chúng ta niệm Phật thành Phật, tương lai dạy người khác vẫn là niệm Phật thành Phật. Diệu Âm Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Love.